Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả kính mến, liên tục chương trình chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sấm giảng tức quyển 3 Văn Lục Bát dài 612 câu, xuất bản lần đầu năm 1939. Ngài cũng viết tại làng Hòa Hảo năm Kỷ Mão, khởi đầu bằng câu ngồi trên đảnh núi Liên Đài và chấm dứt bởi câu chúc cho bá tánh muôn sầu tiêu tan. Trong quyển này, Đức Giáo Chủ dạy tu nhân đạo. Ngài viết tu cầu cha mẹ thảnh thơi, quốc dương thủy thổ chiều mới phản hồi. Tu đền nở thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Đối với hạng thanh niên nam nữ, thường dễ bị văn minh vật chất hoặc dục vọng lôi cuốn đến bờ trụy lạc, Ngài kêu gọi nghiêm đường chịu lĩnh cho an, loạn luân can kỷ hổ mang tiếng đời, hoặc là nghe lời cha mẹ cân phân, tam tùng vẹn giữ lập thân buổi này. Và Ngài cũng cực lực đã phá những hủ tục, bài xích những thói xa hoa đàn điếm, chẳng hạn chết rồi cũng bớt cóc ken, trống đờn lễ nhạc tế sen ít gì, đàn nhu thầy lễ cũng kỳ, mắt phải chuyển gì phủ phục bình hưng, hay là văn minh sửa mặt sửa mài, áo quần láng mướt ngày dài ăn chơi, dọn xem hình dốc lả lơi, ra đường ăn nói những lời nguyệt qua. Nếu chịu giảng dình theo lời chỉ giáo trong quyển sấm giảng này thì nhân đạo của ta có thể coi như hoàn bị lắm. Kính mời quý vị nghe các độc giảng viên thành kính diễn ngâm. Nam mô A Di Đà. Ngồi trên đảnh núi Liên Đài, tu hành tầm đạo một mai cứu đời. Lang thiên một cõi xa chơi, non mùa xuân hứng cảnh lâu đài, lúc khi còn xác thịt thì tài hùng anh. Tư duy mây phủ nhiều đoan, bồng một cõi hữu danh chữ đề, kể từ tiên cảnh ta về, non bồng ta ở giữa kề mấy năm. Dạo chơi tầm bậc tri âm, nay vì thương chúng mi trần gian phản hồi. Nghĩ mình trong sạch đã rồi, đào tiên tạm thực về ngồi cõi
xa. Phong trần tâm đã rời ra, Ngọc Thanh là hiệu ai mà dám tranh. Ngày ra chơi chốn ơi rừng xanh, tối về kinh kệ cười canh mặt người. Xuống trần lỡ khóc lỡ cười, ham vui đào mận vuông tròn chẳng xong. Chừng nào xấu nọ quá lòng, trần gian mới rõ tấm lòng thần tiên. Thương đời ta mượn bút nghiêng, thở than ít tiếng dài phiền lòng son. Bắt đầu cha nọ lạc con, thân này thương chúng hao mòn từ đây. Minh hoàng chưa ngự đài mây, gẫm trong thế sự còn đầy gian truân. Đò đưa cứu kẻ trầm luân, đặng chờ dân đến mới mừng chúa tôi. Thảm thương thế sự lắm ôi, dẫy đầy thê thảm lắm hồi mê ly. Dạo chơi lục tình ơi một khi, rước đưa người tục tu trì xa khơi. Nó chiều rồi lại đói mời, dương trần sắp dương bình trời từ đây. Khuyên trần sớm mơ liệu bắp khoai, cháo rau đỡ già tháng ngày cho qua. Nhắn cùng bốn đạo gần xa, tu hành trì chí mới là liệu mai. Nguyện cầu qua khỏi nạn tai, đặng coi tiền thánh lầu đài quốc dương. Niệm Phật nào đời mùi hương, miệng tâm thành kính tòa chương cung gần. Lao sao bể bắt non tầng, quân phiên tham báo xa gần cũng qua. Tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thay phơi. Khổ lao đà sắp đến nơi, thấy
vàng bất miền kêu mời coi âm. Dầu cho có ở xa xăm cũng là rằng tới viếng thăm vương trần, ngũ hành cùng các chư thần từ đây sắp đến xuống gần chúng sanh. Chuông kia treo sợi chi mành, chẳng lo thân phận lo dành bướm mong. Hiếu trung hay liệu cho xong, đến chừng gặp Chúa mới mong trở về. Bây giờ kẻ sợ người tệ, hiền lương đến hồi cung cài với nhau. Phật trời chăng luận nghèo giàu, ai nhiều phước đức được vào cõi tiên. Hữu phần thì cũng hữu duyên, sửa tâm hiền đức cõi tiên cũng gần. Ta mang mình thịt xác trần, ra tay dắt chúng được gần bồng lai. Mai sau nhiều cuộc đất cài, đua nhau mà chạy lâu đài cũng xa. Lập rồi cái hội long quang, đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Giang ta hồn xác cùng tiêu, thảm thương ba tánh chín chiều ruột đau. Mặc ai tranh luận thấp cao, thường trong lệ thứ sáu sào từ đây. Chinh chinh bông xế về tay, đói nhìn trần thế xác thay ê hề. Thương trần ta cùng ráng thề, đặng cho ba tánh liệu bề tu thân. Tu hành chẳng được đức ân, thì ta chẳng phải xác thân người đời. Phật truyền ta dạy mấy lời, đặng cho trần thế thức thời tu thân. Nào là luân lý tư ân, phải lo đền đáp xác thân mới
còn ai mà xưa đặng vuông tròn lòng dân đến hội lầu son giữa kề thương đài nhân vật sai mê làm điều gian ác tham thế sau này cái từ hầu hạ bên thầy vào ra chầu chức đài mấy cùng gần sau thế cuộc xoay dần nghe về Nam qua sông nhờ được cầu Lam tu hành nào đợi chùa Am làm gì bây giờ bạc sao lọc lại vít tì cũng chê bờ dân chớ có sai mê trung lương chánh trực giữa kề nghe đài mây mang chẳng than chẳng thở gì thương thế trần theo thầy dặn dạy nhiều lần dương gian nào biết thế trần nghe nào hay cầu cho qua nơi khổ nào mặc ai chê cười bạc đâu giảm sanh vàng mời u mê mà lại chê cười nghe thần giả từ sơn lạnh lâm tuyền về đây hội hiệp xà duyên tớ thầy ở rừng bản giới cáo cày bây giờ xuống thế cáo cày lìa xa thiên cơ biến đổi càng qua gầm trong thế giới còn đôi ba phần mau mau kiếp kiếp chuyên cần chúng sanh còn có lập thân hồi này tuần quần thiên địa đổi xây cảm thương trần hạ lòng đây chẳng sờn cũng còn kẻ ghét người hờn vì không rõ hiểu xa vương
của thầy. Hổ lang ác thú muôn bày, lớp bay lớp chạy sau này đa đoan. Ai mà ăn ở nghinh ngang, đón đường nó bắt sẽ tan xác hồn. Chữ rằng hòa phước vô môn, đau đầu cũng phải xác hồn tiêu tan. Khuyên người hữu phước giàu sang, mau mau làm phước làm doan cho rồi, để sao khó đứng khôn ngồi, thương nhà tiếc của biết hồi nào. Ai mà ăn ở ngược xuôi, bị nơi răng rít chẳng vui đâu là. Răng to tên gọi mạng xà, trên rừng nó xuống nó than dương trần. Ai mà tu tình chuyên cần, làm đường ngay thẳng có thần độ cho. Thương đời hết già cần lo, chẳng lo niệm Phật nhỏ to làm gì. Tu là tâm trí nhu mì, tu hiền tu thảo vậy thì cho xong. Tu cầu cứu vớt kỳ tổ tông, với cho ba tánh máu hồng bớt rơi. Tu cầu cha mẹ thành thơi, quốc vương thủy thổ chiều mới phản hồi. Đàn nở thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Người tu phải lanh hơi men, đừng lịch lắm phen lùi mình. Tu là sửa tròn ân tình, tạo khang chồng vợ bố kình đừng phai. Tu cầu đức Phật Như Lai, cứu dân qua khỏi nạn tai bụi này. Chớ tu chớ ai khá trễ,
phải trao phải sửa, nghe thầy dạy khuyên. Ra đời xứng hiểu khùng điên, nào ai có rõ thần tiên là gì. Tôi không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa vậy thì mới mau. Trí hiền tâm đức chùi lao, ra công lộc kỳ thì thao ra vàng. Vinh quang phú quý chẳng màng, ra quái ra lực cởi thoảng xa chơi. Con sông dòng nước chiều mới, dốc lòng trả nợ nước đời cho sông. Chừng nào bốn đạo hiểu thông, thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi. Chữ vinh chữ nhục mấy hồi, đến khi thất vận làm mồi yêu tinh. Tu rèn tâm trí cho minh, tánh kia thành kiến phỉ tình chùi lao. Hiểu rồi những việc lao đao, ở cùng cô bác làm sao cho tròn. Kính yêu nào phải hao mòn, ở cho phải nghĩa lòng son mới dường. Nghinh ngang hỗn ẩu phải chừa, bà con nội ngoại giả thương mới làng. Xóm giềng phải ở thật thà, dầu không quen biết cũng là như quen. Ở cho cha mẹ người khen, gặp người lắm nàng đua chen giúp giùm. Xác thân là cái gông cùm, nếu làm chẳng tròn thú hùm sẽ thay. Rồi nhân nghĩa mới hay, lễ nghi phong quá đổi thay làm gì. Từ đây biến đổi gì kỳ, dương thế chuyện gì cũng chuyện lai. Rèn tâm cho được thẳng ngay, khỏi nơi tà quỷ một mai thấy đời. Cũng
là người ở trong trời, cớ sao ăn ở nhiều lời ngôn ngang, hung hăng ý của giàu sang, chẳng kiên trời Phật mê mang ý tiền. Dạy rồi cái đạo tu hiền, làm trai nhỏ tuổi tình duyên đang nồng, cũng đừng ghéo gái có chồng, cũng đừng phá hoại chữ đồng gái trinh. Ra đường chọc ghẹo gái xinh, nửa sau mắt phải yêu tinh hư mình. Xử cho vẹn chữ nghĩa tình, dâng lời cha mẹ mà dình gia ca. Nghiêm đường chiếu linh cho an, loạn luân can kỷ hổ mang tiếng đời. Anh em đừng có đổi dời, phụ phàng giữa môi xé lời nghĩa tình. Tuy là trời đất ơi rộng thinh, có thần xem xét phân minh cho người. Vô duyên chưa nói mà cười, chưa đi mà chạy hỡi người vô duyên. Lớn lên phận gái cần chuyên, làm ăn thì phải cho xiên mới là. Phải gìn dục dòng lòng ta, đừng chiều theo nó vậy mà hư thân. Nghe lời cha mẹ cần phân, tam tùng vẹn giữ lập thân buổi này. Tình duyên chẳng kiếp thì chay, chớ đừng cãi lệnh gió mây ngoại tình. Đi thưa về cũng phải trình, công dung ngôn hành thân mình phải trao. Công là phải sửa làm sao, làm ăn các việc tầm phào chẳng nên. Mình là gái mới lớn lên, đừng cho công việc hơn mới là. Chữ dung là phần đàn bà, dốc hình tươi tăng đứng đi dịu dàng. Dù cho mắt chữ nghèo nàn, cũng là phải sửa phải sang mới màu. Ngôn là lời nói mặt dầu,
cũng cho nghiêm chỉnh thì mới hầu khôn ngoan. Đừng dùng lời tiếng phan ngang thì cha với mẹ mới an tấm lòng. Hạnh là đức tánh phải không, ở cùng chòm sớm đừng cho mất lòng. Bốn điều nếu đã làm xong, cũng dình chữ hiếu phục tòng sống thân. Dài rồi những chuyện đức ân, phận làm cha mẹ sự phân lẽ nào. Lỗi lầm chớ có hùng hào, đừng chơi đừng rủa đừng cào đừng bươi. Đem lời hiền đức tốt tươi đặng mà giao quá vàng mười chẳng hơn, cũng đừng gây gỗ dần hờn cho con bắt trước xà gión mới là. Nam mô sáu chữ Di Đà, từ bi tế độ vậy mà chúng sanh. Xưa nay sao chữ lành tánh, chẳng ai chịu khó niệm sanh thử coi. Trì tâm thì quá ít ơi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Rạch tim đêm để nó vào thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi. Để sao đến việc ta tới, rồi tu sao kịp chiều mới cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành, chẳng lo đậu lại cho rành gió mưa. Tu hành nhiều kẻ chẳng ưa, mặc ai dèm xiêm sớm trưa chẳng màng. Gầm trong thế sự trần hoàng, người hung người ác tà gian cũng nhiều. Thương đời ta mới đánh liều, mong người tu tịnh ít nhiều cũng hay.
Muốn tu còn đợi chiều mai, khuyên người rèn sớm thì xài lâu hơn. Những người có của tiền dư hãy nên bố thí dành tư làm gì. Sao đây nhiều chuyện ly kỳ, kể sao cho xiết vậy thì dân ơi. Tại sao chẳng cúng chè xôi, bởi vì tận thế Phật thôi ăn chè. Cũng không có muốn qua què, lầu đài sơn phết cũng là chẳng ham. Ai chê khờ dại cũng cam, chớ tôi cũng chẳng có ham lầu đài. Chớ tôi hại ra miệt mài, đừng kể vắng dài, đừng để mau lâu. Giao khuyên khắp hết đau đau, bớt điều mị dối mới hầu thấy ta. Đừng theo lũ quỷ lũ ma, cung kiên nó mà nó phải ăn quen. Chết rồi cũng bớt cốc kem, trong đờn lễ nhạc tế sen ít gì. Đàn nhu thầy lễ cũng kỳ, mắc phải chuyện gì phụ phục bình hân. Lại thêm đàn địch từng từng, đem con heo sống mà dưng làm gì. Chỗ gian kẻ lại người quỳ, làm chuyện gì kỳ giả dối hay không. Nếu không thì trả lời không, bằng mà có dối thì hồng sửa đi. Thương đời ta luôn sầu bi, học nho cứ mãi làm thi ngạo đời. Rung đồi ngắm chuyện trên trời, tình duyên cả nước dậy thời dẫu con. Thấy đời ta cũng héo vốn, học nhỏ mà chẳng làm tròn nghĩa nhân. Khoe mình chẳng có ai hơn, nhờ làm thuốc bắt
đời cơn túng nghèo. Hèn nhân chẳng chịu làm theo, đời ai có bình đòi năm cắt người ta hoàng hồn. Lành bay còn ác lại tồn, đến chừng lập hồi xác hồn lìa xa. Mấy anh thầy thuốc lang xa cũng là mẫu mật người ta lấy tiền. Xin trong anh chị đừng phiền, đồng bạc đồng tiền là thứ phi ân. Muốn sao vừa được các cơ lân, hãy nên trao sửa hiền nhân mới là. Những người quê giúp thật thà cũng nên tu niệm nhờ mà nghề thân sao. Lập đời mới biết thấp cao, bây giờ chưa biết ai thao ai chi. Đời người xưa còn chẳng cần thân, miễn cho trong nước chúng dân được nhờ. Để tâm yên lặng như tờ, nghĩ suy lời lẽ tỏ mờ thấy luận xem thế sự thấp cao. Khuyên dân hãy bất làm màu hiếu nhi. Bớt bỏ rình răng một khi, nếu cha mẹ chết làm ý lời này là lời truyền giáo của thầy, bông hoa cầu Phật hiệp dày nghe đi chôn. Còn mình muốn đại làng thôn thì là tùy ý đáp ngôn cho người. Gắm trong thấy sự nực cười, chẳng lo cái sửa cho người tâm ngay. Mình làm chữ chờ mướn người ngoài cầu nguyện khó siêu. Muốn cho
cầu nguyện sớm chiều mới hay. Mộc Liên cứu mẹ bằng nay, nhờ người hiếu hành tâm dài từ bi. Ai ai hãy ráng mà suy, thương đời ta tỏ chuyện ni rõ ràng. Làm tuân trà rượu xin xoan, rồi thì chửi lồn mà ăn nổi gì. Dương trần làm chuyện gì kỳ, tạo nhiều cảnh giả chân thì chẳng theo. Của tiền chớ có bỏ theo, chết rồi tế lễ bò heo làm gì. Nếu ai biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn. Không làm để ở lung lăng, chửi cha mắng mẹ lăng xăng thiếu gì. Ở cho biết nhường biết tùy, vui lòng cha mẹ vậy thì mới ngoan. Đạo là vốn thiệt cái đàn, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Thôi thôi bớt miệng hùng anh, ở nơi cửa khẩu thiệt rành tiếng ni. Chân bài quân tử làm chi, của đồ hổ bịch vậy thì xưng hô. Lũ đàn lũ điếm hồ đồ, anh hùng quân tử xưng hô rền trời. Gặp ai mắt nàng cười chơi, chớ không ra sức giúp đời điều chi. Hổ mình là bực tu mi, chưa tròn bốn phận mà tí tôn mình. Kể từ thượng lộ đăng trình, vào nam ra bắc mặt tình bốn phi. Khuyên dân trần thế một khi, tuôn đời sắp hạ bằng ni rõ ràng. Dương gian làm quyền nói càng, cùng xóm cuối làng đâu cũng như đâu. Hò reo dục trong nhiều câu, sai đồng khiển quỷ nói lâu nực cười. Ta khuyên
nhiều chuyện trò cười, hãy bỏ bớt đi. Đừng hò đừng reo làm chi, nghìn ngàn kêu múa có khi hại mình. Nghe không thì cũng mặc tình, nói cho rõ rệt dân tin không làm. Quan Âm Nam Hải Phổ Đà cùng thầy ra lệnh nên ta giáo truyền. Thánh thần không phải thiếu tiền mà kêu mà reo xuống trần mà sai. Nam mô Quan Âm Như Lai, cầu xin chư Phật cứu nay dương trần. Khuyên đừng chửi thánh mắng thần, xưa nay thứ lỗi thế trần chẳng kiên. Lượng thần ghi chép liên miên, nào tội nào phước dưới miền trần gian. Tâu qua Thượng Đế Ngọc Hoàng, dương trần hung ác đã đoan quá nhiều. Chúng sanh ngang ngược làm liều, Ngọc Hoàng ngài muốn xử tiêu cho rồi. Minh vương khó đứng khôn ngồi, tham thương lê thứ mắt hồi gian trưng. Trước đền mắt ngọc lùi rưng, quỷ yêu ba tâm biết chừng nào ngôi. Làm sao cho già được vui, cúi đầu lại Phật cầu xin cứu trần. Lời khuyên xưa cùng một lần, nay mượn xác trần xuống bút ra cơ. Khôn ngoan nghe nói ngẩn ngơ, ngủ si thì tưởng như thơ biếm đời. Ở đâu cũng Phật cùng trời, tâm thành chí nguyện xem đời khó chi. Văn thù Bồ Tát cái từ bi, chèo thuyền Bát Nhã cứu thì trần gian. Gió đưa nước sông bươm loan, rước người tu niệm xây sang phỉ tình. Ai mà ta dài chẳng dình, thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Bàn môn tài phép mê
nào tường kêu trời dầm đất cũng thì giả rân. Nói cho trần thấy liệu toan chớ theo tà đạo mà toan xác hồn. Nó làm nhiều phép nhiều môn bùa mê thuốc lú mê hồn chúng sanh. Thành binh sái đầu cung rành nếu tinh thời mắt tan tành về sau. Bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc màu cũng không. Nói cho bồn đạo rõ lòng ấy là chân chánh mới hồng vinh giang. Đệ tiên tài phép đa đoan phi đao bộ kiếm mê mang mắt trần. Phật truyền thâu hết phép thần cứu an ba tánh một lần nạn nguy. Phiên binh kể sao cho xiết chuyện ni sau này. Lớp thầy thu ác dây đầy lớp thầy tranh đấu tối ngày chẳng thôi. Kẻ hung chừng đó làm mồi cho bày ác thú đền bồi tội xưa. Bây giờ còn mãi lọc lừa chẳng lo kiếm chỗ đục sau này. Hiền lành chừng đó sum dày quân thần công lạc mấy ngày vui chơi. Đền đó ta mới mừng cười nhìn xem ngọc đế giữa trời đình phân. Thiên hoàng mở cửa các lân địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn. Mời cửa xem thấy ghê hồn cho trần coi thử có mà hay không. Nhân hoàng cũng lấy lè công cũng
đồng trừng trị kẻ lòng tà gian. Ấy là đến lúc xê sang tam hoàng trở lại là đời thượng quân. Khuyên dân lòng chớ có sờn, ráng tu thì được xem đời trên mây. Người hung chết trời đất cửa chợt thấy, nhìn xem bắt thảm ngày rài cho dân. Mấy người còn được xác thân thì là đài ngọc cát lân mới kề. Bây giờ kẻ nhúng người trề chê ta rằng dài rằng khờ cũng cam. Dương trần bỏ bớt tánh tham, đừng chơi cờ bạc, đừng làm ác gian. Để sao coi hội coi hàng, coi tiên coi Phật mới ngoan bớ trần. Điếm đàn đi thỏa chơi gần, để sao xem thấy non tầng xôn xao. Tuy nghèo dùng đỡ cháu rau, bền lòng niệm Phật thì sao thanh nhàn. Đừng quen thói cũ làm càng, trộm gà cắp vịt xóm làng ghét dơ. Khi xưa ta cũng ơi làm thơ, mà đời trần hạ làm ngơ ít nhìn. Dạy cho trần thế phi tình, đàn tiên cõi tục phân minh hai đường. Bây giờ hát cười bộ là thường, để sao Phật hát tỏ tường cho xem. Cải lương tuồng ấy cũ mềm, tốn tiền buồn ngủ lại thèm đồ ăn. Nhảy lùi nhảy tới lăng xăng, làm tuồng mèo má thêm nhăn cho đời. Hạ quân lòng dạ đổi dời, bây giờ khổ não đến đời là đây. Ráng nghe lời dạy của thầy, để chừng đến việc kiếm thầy Tây Vương. Thầy lại quá xa nên ta mới nói càng lời dân nghe. Đừng ham
trần ta dài cố lầy cốt cho trần thế nghe thầy mới thôi. Ngày nay xe lết xe lôi đúng lời truyền sâm của hồi đời lê là năm rồng rắn ngựa dê chúng sanh thế giới hay thay phơi tràng trình truyền sâm mấy lời ngày nay chúng vậy thời ráng tri hiền nhân bổn phận tu mi hài mau thức tình kiếm thầy quyền cơ ngọn đèn khi to khi mờ chúng sanh còn đợi còn chờ chuyện chi trên trời xuất hiện tử vi quang minh dân ôi thương dân khó đứng khôn ngồi xót xa giá ngốc bồi hồi tâm trung gió giông thì coi cây phương xa có giặc thung dung ngữ đằng nào trời Tây chúng nó hùng hào đem lòng gây gỗ máu đào mới tu cầu trời cho chúng qua chuông thế gian yên lặng hát thư tuồng khai can Tây phương tuy ở cõi xa thành tâm thì có Phật mà đau ước mong dân khỏi nạn tai dắt nhiều tiên cánh bồng lai nhiều người xem trần khó nổi vui cười lo giàu lo lợi chẳng rồi bơ dân mẹ cha là kẻ trồng ăn dưỡng nuôi bao hiếu lúc thân yếu già dường linh đơm hoài mới là có chi cũng nay vậy mà dân ơi ta là thân phận làm tôi phải đền
phải đáp cho rồi mới hay. Mặc ai tranh luận đấu tài, khuyên dân nên hãy miệt mài chữ tu. Giảng này ra cuối mùa thu, dài ăn dài ở chữ tu vuông tròn. Học theo múi đạo làm con, luận xem học mới mấy đoan đời này. Văn minh sửa mặt sửa mày, áo quần láng mướt ngày rài ăn chơi. Dọn xem hình dốc lạ lời, ra đường ăn nói những lời nguyệt quang. Trong tâm nhớ những điều tàn, lời ăn tiếng nói thật là quá lạnh. Xưng là đầu trẻ tuổi xanh, chẳng trao hiền đức học hành làm chi. Khôn ngoan thời những chuyện gì, cũng là lừa dối vậy thì dân quê. Người xưa nó lại khinh chê, ông cha hú bài u mê hơn mình. Tự do trai gái kết tình, với lo trao sữa cho mình đẹp tươi. Gái trai đến tuổi đôi mươi, chẳng kiêng cha mẹ nói cười lạ lời. So hình sửa sắc chiều mới, đặng làm những chuyện trái đời vô liêm. Cỡ sao chê cổ trọng kim, phụ cha phản chúa lỗi niềm tôi con. Thấy đời trần hạ thoáng gian, ai nuôi cho lớn mà còn khinh khi. Ông cha thọ trước ngu si, mà ngay mà thật hơn thầy nghe đời nay. Học hay lợi dụng tiền tài, lên quan xuống quyền ăn xài lá lê. Gặp ai đôi rất cười chê, miệng kia hãy mở chửi thề gian sân. Chẳng lo rèn trí lập thân, để làm
sao tra khổ thân sau này. Giáo viên các sở các thầy khuyên mau tính ngộ tập rài lòng nhân, giúp đời đừng đợi trả ơn, miễn tròn bổn phận hay hơn bạc vàng. Đánh điều ta cùng nói càng, cứu dân bất luận giàu sang khó nghèo. Vinh hoa như thể bọt bèo, hèn lương bất luận khó nghèo cùng sinh. Nhắc năm gia tình triều Minh, nàng kiều vì hiếu bán mình chuộc cha. Tuy là lưu lạc bôn ba, đến khi mãn hạn bạn xưa cùng nhìn ghét ưa, ta cũng mặc tình nghiệm kiếm suy cổ biện minh thế nào. Ba gia kẻ thấp người cao, hiền thần hiểu nghĩa ráng trao cho rồi. Giáng này chỉ các điều tồi, khuyên dân hãy ráng mà ngồi mà suy. Thân ta chẳng tiếc chi, miễn cho ba tánh nàng gì cùng qua. Luận xem những việc sâu xa, chúng sanh tưởng Phật thì là hãy coi. Tháng ngày như thể đưa thôi, nguyện cầu thế giới bớt ngòi chiến tranh. Ngồi buồn dân gặp chiếu manh, ta cho ba tánh bức tranh vô hình. Ai ai cũng ráng xét mình, nếu còn tâm sâu thì rinh ra ngoài. Cạn lời mà ý còn dài, hiến cho trần hạ một bài ngủ ngôn. Tới đây ta giả làng thôn, Ngọc Thanh lôi gót phi bôn Nam Kỳ. Hiền thần sách sử nêu ghi, miểu son tạc đế tu mi trung thần. Thôi thôi cảnh khổ hầu gần, ta khuyên dân chúng ân cần nhìn xem.
đời dạy dỗ anh em xem qua ít bằng ráng đem vào lòng. Người tu như thế ba tòng, ai ai cũng quý cũng trông ni cùng nhìn. Xưa trao là phần của mình, xưa nay lời lẽ xứ kinh rõ ràng. Chừng nào ta gặp hướng hoàng, chúng sanh mới hết đi phàn nàn số căn. Mạnh tông xưa cũng khóc măng, đất khô này mục rõ lòng hiếu nhi. Mặc ai nhạo báng khinh khi, phần ta niệm chữ từ bi độ đời. Được Phật được trời thì là phải ráng nghe lời dạy răn. Ba gia cùng các chư tăng, việc tu không đợi làm gì. Đời cùng tu gấp kịp thì, đằng xem nhĩ báo ngọc ly kỳ năm non. Phật thương bốn đạo như cho bốn đạo lòng son ghi lời. Nữa sao đến việc biết cứ đời bây giờ chưa thấy nó thời không. Nam mi mô lòng sở nguyện cầu, chúc cho nghi ba tánh muôn sầu tiêu tan. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cầu Phật Tổ Phật Thầy, Quang Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quang Cửu Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bãi Núi, Phổ Độ Bá Tánh Vạn Dân, Tiêu Tai Tịnh Sự, Giải Thoát Mê Ly. Nam mô A Di Đà Phật.